bóng đá thế giới đã được chứng kiến màn trở lại cực kỳ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Từ những giọt nước mắt cay đắng tại Qatar, CR7 đã trở lại nhịp ghi bàn đều đặn của mình trước những đối thủ ưa thích tại vòng loại Euro 2024. 2 trận, 4 bàn, phá 5 kỷ lục và động tác ăn mừng mới. Màn trình diễn như hồi xuân của Ronaldo đã khiến không ít người hâm mộ mơ về viễn cảnh anh sẽ quay trở lại châu Âu thi đấu. Đây là điều đã từng rất khó tin cách đây ít tháng. Nhưng giờ đây mọi thứ đều có thể. 41 tuổi mới là đỉnh cao của sự nghiệp. Vậy thì trở lại châu Âu tại sao không? Cuối tháng 3 này, Cristiano Ronaldo đã trở lại châu Âu trong cuộc hội quân của đội tuyển Bồ Đào Nha để thi đấu tại vòng loại Euro 2024. Lần triệu tập này cũng chứng kiến sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo khi Roberto Martinez chính thức thay thế cho Fernando Santos để cầm trịch Selecao châu Âu. Nhiều người đã lo ngại rằng việc không còn được dẫn dắt bởi vị thuyền trưởng từng nhiều năm làm việc ăn ý và có chấp niệm với mình sẽ khiến CR7 đánh mất vị thế của mình tại đội tuyển quốc gia. Sau tất cả, anh vẫn được triệu tập và còn đá chính 2 trận đầu tiên. Đây là điều trái với dự đoán của nhiều người khi giới chuyên môn dự đoán rằng sẽ có một cuộc cải tổ mạnh mẽ diễn ra dưới thời tân huấn luyện viên Martinez. Tuy nhiên CR7 đã không làm ông thầy mới phải thất vọng. Trải qua 2 trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng với 2 cú đúp tương đương 4 bàn thắng. Đồng thời anh cũng phá hàng loạt kỷ lục, trong đó là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia với 122 bàn, là cầu thủ ra sân trên đấu trường quốc tế nhiều nhất với 198 trận đã đá. Còn tính rộng ra, với thành tích ghi bàn trong năm 2023, Ronaldo đã có 15 bàn chỉ sau 13 trận đã ra sân, tốt hơn cả những Messi, Mbappe và Haaland. Đó là những con số ấn tượng với một cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và càng phi thường hơn khi cầu thủ này đã 38 tuổi. CR7 thực tế đã không còn là cậu thanh niên xuất chúng, một mình gánh trên vai đội tuyển quốc gia như ngày trước, nhưng đội bóng vẫn đang được xây dựng xung quanh anh và vận hành rất trơn tru. Mất đi tốc độ, sức dướn, Ronaldo lại hoàn thiện về tư duy chạy chỗ, chọn vị trí để đặt mình vào tình huống có lợi nhất. Mà như cố huyền thoại Johan Cruyff đã từng nói, nếu tôi bắt đầu chạy sớm hơn người khác một chút, tôi có vẻ tới đích nhanh hơn. 2 bàn thắng trong trận đấu với Luxembourg là minh chứng rõ nét nhất. Thay vào đó, khi không còn khả năng dê dắt qua người liên tục, Ronaldo hoàn thiện mọi kỹ năng sút bóng ở mức cao nhất để làm công đoạn cuối cùng của một đợt tấn công thật hoàn hảo. Nhìn Ronaldo xuất hiện trong vòng cấm nhiều hơn, thính nhẹ với bàn thắng hơn, người hâm mộ có xót xa tiếc rẻ những năm tháng đỉnh cao ngày trước, và cũng cảm phục anh rất nhiều vì đã thích nghi tuyệt vời với hoàn cảnh để tiếp tục được sống với niềm đam mê túc cầu. Một điều nữa cần lưu tâm rằng Ronaldo dường như cũng đã tự học, tự update chính mình, anh chơi bóng đồng đội hơn, trau chuốt những pha bóng phối hợp hơn, và đặc biệt là chấp nhận từ bỏ kiểu sút phạt nắp bôn để tối ưu hóa cơ hội của mình được trao. Điển hình là trong trận đấu với Liechtenstein, cú sút phạt thành bàn của Ronaldo không khác gì ném một viên đạn về phía khung thành đội bạn. Bóng đi không hiểm nhưng lực bóng thì quá mạnh nên thủ môn không kịp phản xạ. Đây thực sự là những điều chỉnh hết sức cấp thiết cho Cristiano Ronaldo để anh có thể duy trì khả năng chơi bóng chuyên nghiệp của mình. Hơn thế nữa thì những thay đổi đó cũng sẽ mở đường thuận lợi để anh quay trở lại chơi bóng tại châu Âu. Bóng đá đương đại nói chung và bóng đá châu Âu nói riêng không còn nhiều chỗ đứng cho những tiền đạo chỉ có thể làm tốt khâu ghi bàn. Nhưng nếu được lắp vào đúng hệ thống chiến thuật, những cây săn bàn đó hoàn toàn có thể phát huy được hiệu quả tối đa. Ronaldo tất nhiên linh hoạt hơn mẫu tiền đạo số 9 điển hình rất nhiều. Nhưng vấn đề là mọi người cần thả sự kỳ vọng ở anh xuống. CR7 đúng thật là đã từng xuất chúng, đứng đầu thế giới. Nhưng giờ đây anh dần thu hẹp bộ kỹ năng sở trường lại và vẫn đang cố gắng làm tốt những gì có thể. Trong thời đại mà nhiều đội bóng vẫn đang cố đấm ăn xôi chơi không tiền đạo, hoặc dùng những tiền đạo có khả năng chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội như là Lukaku, Morata hay Timo Werner, thật khó tin khi cho rằng Ronaldo không thể quay trở lại châu Âu chơi bóng. Dưới sơ đồ chiến thuật có đông tiền vệ và cho phép tiền đạo cắm chỉ cần di chuyển dọc theo trục giữa sân, có thể như là 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2-2-3-5-2 đang được xây dựng tại tuyển Bồ Đào Nha sẽ là sự lựa chọn không tồi để phát huy khả năng săn bàn đáng sợ của CR7. Nhìn chung thì Ronaldo đúng thật đã sa sút, không còn có thể tự mình làm hết. Nhưng nếu đồng đội có thể làm tất cả vì anh cũng sẽ không gây thất vọng. Một hướng đi khác là nếu Ronaldo trau dồi thêm kỹ năng và tư duy chuyền bóng để trở thành một tiền đạo build cấp lối chơi theo kiểu Harry Kane, anh sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Vậy nên có thể khẳng định rằng việc Ronaldo trở lại châu Âu thi đấu là hoàn toàn khả thi.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hai đối thủ Liechtenstein và Luxembourg chưa phải là bài test xứng tầm với CR7. Đây đều là hai đối thủ khá yếu, thậm chí trình độ còn thua cả đội tuyển Việt Nam nếu như xét trên bảng xếp hạng FIFA. Việc Bồ Đào Nha dễ dàng bắt nạt đối thủ và tạo điều kiện tối đa cho anh bảy farm thông số là không có gì đáng ngạc nhiên. Bảng đấu của Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro lần này tương đối nhẹ khi toàn những đối thủ trung bình yếu tại châu Âu. Vậy nên điểm cần xem xét mấu chốt vẫn là phong độ dài hạn tại Anas, đó là nơi CR7 vẫn chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ khi anh trận nổ trận xịt. Lúc thì ghi bang ầm ầm, lúc thì tịch ngòi vào chuỗi. Nếu muốn tìm đường tới châu Âu, Ronaldo cần thể hiện nhiều hơn nữa tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Ronaldo sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình tại Anas, anh ấy sẽ trở lại châu Âu. Đó là những gì mà huấn luyện viên Rudy Garcia nói về Ronaldo. Và cho đến lúc này, chúng ta đang cảm nhận điều đó đang tiến dần đến thực tế. Bóng đá đương đại cũng chẳng phải không có tiền đạo láo tướng rời khỏi châu Âu rồi sau đó quay trở lại đầy ấn tượng. Gần đây nhất chính là Zlatan Ibrahimovic, khi tiền đạo 41 tuổi rời lục địa già sang Mỹ thi đấu rồi quay về Serie A giúp AC Milan giành Scudetto sau hơn một thập kỷ. 41 tuổi mới là đỉnh cao cuộc đời. Chính Ronaldo đã nói như vậy thì quay về châu Âu cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Dẫu vậy chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, nếu quay lại châu Âu chơi bóng, Ronaldo khó lòng thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu. Môi trường bóng đá khắc nghiệt và dần đòi hỏi nhiều hơn về thể lực lẫn kỹ thuật khéo léo như ngoại hạng Anh, La Liga sẽ có rất ít đất dụng võ cho CR7. Serie A cũng nhiều khả năng không phải là nơi mà Ronaldo dừng chân sau những trải nghiệm vui buồn xen lẫn tại Juventus. Thời điểm hiện tại, bến đỗ hợp lý cho Ronaldo có thể là một đội bóng tại Bundesliga hoặc là Bồ Đào Nha. Giải vô địch quốc gia từ lâu luôn nổi tiếng là sân chơi thân thiện với những tiền đạo láo tướng đã ngoài 30. Vậy nên đến Đức chơi bóng không phải là lựa chọn tồi cho Ronaldo. Bên cạnh đó, hồi hương chơi bóng cho đội bóng thuở thiếu thời là Sporting Lisbon cũng là hướng đi đáng lưu tâm cho CR7. Đây là nguyện vọng của chính bà Dolores, thân mẫu của siêu sao người Bồ Đào Nha. Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đã có trình độ đủ sức chen chân vào top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Lisbon lại là nơi mọi người đều tôn sùng CR7, đồng thời cho anh cơ hội thi đấu thường xuyên tại Champions League. Chấp nhận giảm lương để trở về như một tượng đài tri ân đội bóng thuở cơ hàn sẽ giúp Ronaldo có cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Có thể thấy rằng, nếu duy trì được hiệu suất ghi bàn ấn tượng như hiện tại, việc Ronaldo tìm lại phong độ đỉnh cao rồi quay về châu Âu chinh chiến là hoàn toàn khả thi. Ngày về của anh bảy có lẽ sẽ không hoành tráng, diễm lệ sau những gì đã qua. Nhưng chắc chắn thế giới sẽ không bỏ quên màn comeback của chân sút xuất sắc lịch sử bóng đá thế giới. Chẳng cần phải ganh đua với ai, Cristiano Ronaldo chỉ cần là chính anh, thi đấu hết mình bằng tất cả những gì mình có để lại một lần nữa được mọi người nhớ đến như là một trong những cầu thủ xuất chúng mà bóng đá Bồ Đào Nha đã từng sản sinh ra. Hẹn gặp lại ngày vinh quang dưới trời Âu, Cristiano Ronaldo.